vừa mới tới khách sạn check in mà vừa bắt được cái khoảnh khắc mà mặt trời lặn luôn mọi người. Mà ba Kenny đi ra hướng nào ta? Để bên kiếm đường đi. Ó, trời ơi, mặt trời lặn rồi. Wow. Đó, mặt trời lặn rồi mọi người ơi. Vừa mới tới luôn. Nhưng mà phải lên trên phòng của mình thì mới thấy được mặt trời lặn đẹp hơn. Tại vì ở dưới này hơi thấp, bị mấy cái cây che lại mất rồi. Nhưng mà thôi kệ, có còn hơn không mọi người ha. Đó. Về tới khách sạn là 5 giờ mọi người. Hiện tại là 5 giờ 15 mà mặt trời đã lặn rồi. Đến ra mặt trời lặn sớm hết ta. Mặt trời không có muốn chờ mình. Sáng này mình chờ mặt trời lâu ơi là lâu luôn, mà mặt trời nỡ lòng nào không có chờ mình rồi. Sáng nay Ben với Chun dậy sớm chờ mặt trời cả tiếng đồng hồ luôn. Mà bây giờ mặt trời còn không chịu chờ Ben với Chun nửa tiếng nữa. Cho Ben với Chun chờ nửa tiếng rồi lên lấy phòng quay cho nó đẹp vậy. Mà lấy phòng xong chắc mặt trời lặn mất rồi. Đây này mọi người, chạy qua phía bên này ban công thì quay được cái cảnh nó đẹp chút xíu. Khách sạn này cũng không cao lắm, nhưng mà lên tới trên tầng thì ít nhất thì cũng vượt qua được mấy cái cây ở trước mặt. Mình cũng thấy được cái hồ nhiều hơn. Nhưng mà kệ, có còn hơn không mọi người ha. Cũng đẹp vậy. Rồi, hai ba con Chun làm xong thủ tục check in thì mặt trời vừa lặn luôn. Ồ, cũng đẹp á honey. Cũng đẹp á. So so beautiful. Khi mặt trời vừa mới xuống rồi, cái bầu trời còn đỏ rực á, cũng đẹp á mọi người. Yeah, let's go to the room. Để tranh thủ chạy lên phòng xem thử còn quay cảnh được đẹp không. Nói chung cái chỗ cái ánh, đây. Nó đi theo cái đường vòng trời á mọi người. Vẫn còn cái màu đỏ với màu cam, màu vàng này vẫn còn đẹp nè. Hy vọng lên trên tầng quay hay là chụp được vài tấm hình selfie. Hôm nay phòng của ngày hôm nay là phòng 70. Wow, ở đây có một cái cửa sổ lớn để mà nhìn ra ngoài nè. Trời ơi, nãy chạy lên đây sớm chút xíu là quay được cảnh đẹp rồi. Đây nè mọi người. Nhưng mà phải quay qua cái lớp kiến ha. Mình lấy phòng, nếu mà phòng nó quay ra đằng ngoài này á thì mình sẽ thấy được cái mặt trời lặn rõ hơn. Vừa mới tới phòng luôn á mọi người. Nhìn đằng xa cái đường chân trời thì vẫn còn đẹp. Kệ, enjoy chút xíu này cũng được. Khách sạn này check in xong thì có bữa tối mọi người, từ 5 giờ tới 7 giờ là suất thứ nhất. Suất thứ hai là từ 7 giờ rưỡi tới 9 giờ rưỡi. Thì Ben với Chun tranh thủ check in vô cái là đi ăn luôn, rồi đi bộ, đi dạo xung quanh. Chứ 7 rưỡi, 9 rưỡi thấy hơi trễ. Rồi mất công ăn no rồi không đi dạo thì quá trễ. Nên là tụi Ben chọn cái suất này luôn. Tụi Ben tưởng đâu là nó nhỏ nhỏ thôi, tưởng là giống như là cái lunch á, có ít đồ ăn buffet nhẹ thôi, nhưng mà thật sự là buffet một buổi tối luôn á mọi người, kiểu là dinner buffet luôn á, giống như nhà hàng buffet bình thường luôn. Bên này có một quầy nước, có các loại nước ép hay là nước trà, cà phê đồ đó. Còn bên đây mình thấy là làm bao thì phải. Đây là quầy sushi nè.
người ta cuốn cho mình luôn, phải order xong rồi người ta sẽ cuốn cho mình luôn. Đây nè mọi người, đầu quầy này nha mọi người. Ôi, này đồ hấp nè. Quầy này giống như là, chắc là giống như lẩu á mọi người. Người ta sẽ nấu cái nồi lẩu cho mình, rồi mình tới mình lấy sau thì phải. Chứ người ta không có đem tới bàn, tại vì bên thấy ở trên bàn không có mấy cái clip để mình đem mình đưa cho người ta. Mấy cái nước sốt xong với lẩu. Có rau mùng tơi nè, xà lách nè. Ê, rau này đúng rau dền nhưng mà lại có lông. Rau này mới là rau dền nè. Măng nóng nè mọi người, cái này là giống như cái má hay là cái vây của cá nè. Rồi có rau. Cái này là mang cá nè, broccoli với lại cái này là bắp sú luộc, thịt gà này, thịt heo nấu với sốt đại hàng. Đây là cà ri cua Thái, là cà tím chiên và hình như là ớt chuông chiên, tôm chiên giòn với lại hình như là khoai tây chiên giòn. Người ta có ghi special dish nhưng mà bạn không biết là dish gì. Người ta có súp cá với lại súp seafood với lại lufa cam súp thì bạn không biết. Rồi mấy cái này mấy loại rau củ xào. Trời ơi nó cũng rất là phong phú mọi người. Nướng nè. Ở đây thì bạn không biết là người ta nấu lẩu chắc là xào á, tại vì bên đây có cà rốt cắt sợi nè, rồi nấm mèo nè, hành lá nè, ớt nè, với lại hành tây. Rồi bên này có hai loại thịt cho mình là thịt gà với lại thịt bò cho mình lựa chọn, rồi người ta xào cho mình thêm được mực nè. Cái này cá hấp với lại cái cải mà mình ngâm chua. Mấy thịt heo. Cái này là vẹm nấu với xì dầu. Này mì xào với rau củ. Ở đây có thêm quầy thức uống này mọi người, có trà với lại các loại cà phê. Có cái máy pha sẵn, mình chỉ cần bỏ cái cốc, bỏ cái ly vô đó là người ta pha cho mình. Mình chọn món là người ta sẽ pha cho mình. Cái máy nó tự pha cho mình. Các loại nước ngọt có ga. Đây quá trời trời sự lựa chọn luôn mọi người hả. Kem. Cái này là bia, không phải kem. Bia nha mọi người. Cái này là salad bar nha mọi người. Trời ơi, bạn thấy là quá sức là phong phú luôn. Đúng là bữa tối có khác. Tại vì bữa tối thì người ta có đủ đồ ăn từ nhẹ tới là no bụng. Còn buổi sáng á, thì bạn thấy là như là người ta cũng muốn bữa sáng nó nhẹ nhàng thì hay có những cái món ăn nó nhẹ nhàng hơn. Không có nhiều món ăn no bụng như bữa tối. Bên này thì hải sản nè, tôm nè, heo nè, cua nè, bạch tuộc nè. Cái này ghẹ chứ không phải cua, ghẹ nha mọi người. Con vẹm nè, rồi lại thêm tôm nữa nè. Rồi các loại trái cây, tại vì cái chỗ này là ở dưới người ta bỏ đá lạnh á, nên là trái cây và hải sản người ta để gần nhau. Có chanh dây nè mọi người. Rồi có mực nè, nho, dưa lưới với lại táo, bom, sashimi nè. Cá quái này, cá kiếm nè, cá hồi nè, cá yellowtail mình không biết, với lại cá ngừ. Mình order xong người ta cắt, người ta bỏ lên dĩa cho mình. Là cá hồi mà mình muốn ăn người ta cháy cái da mọi người. Thì người ta cũng nấu cho mình một ít loại sushi cuốn sẵn với lại hang roll. Hang roll là giống như mấy cái cầm tay này mọi người nè. Mình muốn thì mình order rồi người ta sẽ cuộn cho mình. Cái này là trứng nè, rồi cái này măng tây, còn cái còn lại là cũng trứng luôn, cái này là trứng cá. Và có thêm một số đồ lạnh khác ăn kèm. Cái này hình như là cà tím nè, nhìn nó là lạ mọi người hả. Cái này là đậu đũa. Cái này là ngó sen. Ở đây quầy đồ ăn, một trong những quầy đồ ăn cũng rất là hoành tráng.
cũng nằm trong cái khu buffet này luôn á mọi người. Điểm sấm. Cái này là cái sashimi ball này, cái bánh rám á mọi người. Ở trong có đậu đỏ hoặc là đậu xanh gì đó, mình nghĩ là đậu đỏ. Rồi có cái puff. Mấy cái này thì Hồng Kông steam dumpling, là cái dumpling Hồng Kông á. Rồi có curry fish ball, braised chicken feet. Oh, có chân gà nè. They have chicken feet. Với lại pork rib là sườn heo. Honey, they have your favorite. Cái này chicken. Soy chicken. Oh. Rồi gọi cái này là ram cuốn với lại ram. Oh, look so yummy. Là quầy trắng miệng. Cái này là đá, nếu mà thích bỏ vô mình ăn làm giống như bingsu á mọi người. Rồi bên này có nước ép. Nhưng không kém phần quan trọng đó là đồ ăn trắng miệng nè mọi người. Trái cây rồi bánh. Trời ơi, nhìn nhiều loại bánh lắm mọi người ơi. Đây nè, quá trời bánh luôn. Wow. Ở đây có một cái chị đứng ở đây giúp mình. Mình muốn loại bánh nào thì mình chỉ cho chị lấy cho mình thôi. Làm như vậy thì cũng rất là vệ sinh. Kem flan nè, tiramisu nè, ở các loại treo đi. Có cả cái macaron nữa nè mọi người. Mực ong. Người ta để mực ong nguyên cái tổ cho mình luôn. Rồi. Với lại bánh mấy con mấy bánh hình mấy con cú này hình như nó có kem ở trong á. Cái này là cuckoo pancake. Ủa, người Trung người ta cũng kêu cuckoo giống mình kêu con cú. Mà đây có một cái đặc biệt nữa nè. Ủa, chưa đang chờ. Barbecue. Whole pig. Roasted pork. Wow, một con heo quay đang còn quay luôn. Nhà thịt heo hồi nãy là người ta đang quay ngoài đó luôn mọi người. Đang quay nguyên con người ta cắt cho mình luôn. Mời chun. Mời đây. Try the skin. Try cái da nè. Cái da nó dày mà nhìn có vẻ rất là giòn. Tại vì người ta vừa mới quay xong. Wow. Mọi người nghe tiếng ruột ruột không? Da đó mọi người. Da người ta quay giòn rồi luôn. Hình như là heo rừng hay sao, heo mọi hay sao, cái da nó dày lắm, dày hơn da bình thường. I think it's mountain pork. Cái này nó thích thicker, skin very thick. Nice. Đây mình gọi một cái bò với một cái cá, người ta sẽ nấu ở đây cho mình nha. Nấu cũng đơn giản thôi mọi người, lấy cái khò rồi khò thôi. Thịt bò chắc là cần nấu lâu hơn cái cá hồi một chút xíu. Vậy là chín một mặt thôi mọi người ha, mặt kia vẫn còn tái. Xì xì. Đây là ban order là người ta làm luôn trên đĩa đá đó mọi người. Trời ơi, nhìn ngon hấp dẫn chưa, tươi rói luôn. Đây, mời mọi người, bé với Chun tranh thủ thôi. Tại vì không còn nhiều thời gian nữa nên mà ok, mời mọi người nha. He's gonna grab it. Mời mọi người, Very nice. So good. Let me try this. Very nice. They say it's the best buffet in this lake.
Wow. Good. Quay Bắc Kinh người ta sẽ cuốn cho mình luôn mọi người. Đây nè, có ở đây xong rồi mình order. Vị Bắc Kinh cuộn này mọi người, khi mình order thì người ta cuộn cho mình. Mình lấy hai cuộn ban, cuộn chung cuộn. Còn cái này hồi nãy là điểm sấm chân gà, cái này là sườn heo hầm với lại đậu đen và một lát cà tím. Còn cái này là trứng này, hình như kiểu của Nhật á, Japanese đó. Wow. Ok, mời mọi người nha. A chun and Dan. And quá bên fresh. Cái bánh ở ngoài mà người ta hấp còn nóng hổi luôn á, người ta lấy ra người ta cuộn ngay cho mình luôn. Chưa nói là cái nhà hàng buffet này là một trong những nhà hàng, không phải một trong những mà là nhà hàng có buffet ngon nhất rồi đó trong cái vùng Nhật Nguyệt này. Con muốn ăn hả? Không, lớn chút xíu nữa ha. Sang năm ha. Hạng này có chỗ chơi cho con nít em bé rồi nè mọi người. Nhưng mà không biết hai hồ nhỏ quá có chơi được gì không. Vô chắc là cái chỗ nào mà thả khào vô mà lăn lộn bò, lăn lê bò lết. Chắc cái này cũng được nè. Bò cũng được á, honey. He can crawl. You can come inside and crawl with him. Đi vô đó bò với Kyle đi chun. Còn cái phòng này là giống như cho mấy em bé leo lên trên tường. Nhưng mà tập leo núi vậy mọi người. Không có ai hết. Thêm trò chơi nữa nè mọi người. Wow. Đi ở cái khách sạn này buổi tối, ví dụ như mà mình không muốn ra đường, mình ở đây mình đưa con mình tới đây chơi cũng được ha. Trời ơi, chun rủ chơi pizza nữa nè. $500 each game. Rồi 500 đồng một game. Ok, chơi luôn. Rồi một quả vô rồi. Yeah, one. Vô một quả rồi. Đây, màu xanh. Số máy đó, coi số máy đó. What number? Then we know you chẳng hay là you even or unable. Stripe. Yes. Rồi hai màu. Thời quá, hên quá chú ơi. Can I get your ass kicked? Cái 500 đồng dễ thua trong vòng một nốt nhạc quá, hên quá. Ông tính hút cái này nè, nhưng mà ôi chung. Rồi như vậy rồi mình biết đánh cái quả vào đây. Ok. Quả banh này, oh no, it's different, right? There's one color all around and one only two sides. Okay, let's change the rule. Okay. Okay, vậy là Ben đánh cái quả lẻ là được. Right here. What? I did. What just happened? I did. Man. Oh man, you met a professional man. Supposed to go straight. Coi thử có ăn may thêm lần nữa không. Trời, nhìn cái tay đánh là thấy không ra gì rồi. Chơi dở quá ba. Chơi dở quá ba ơi. Cay cười ba kìa. Người chơi, hai người chơi, một người cổ động viên nhiệt tình chưa. Cố lên ba ơi. Yeah, that's mine. Thank you. Cổ động viên, cổ động nhiệt tình lên. Khai hả? Khai cổ động nhiệt tình cho ba đấy kìa.
Ồ, chơi vô rồi kìa. Vô, hay quá Trinh ơi, hên quá. Đừng nói thời chúng nữa chứ. Vô, hên nhảy. Trinh nhiều quả lắm rồi đó. This is also yours. How do you feel? There's so many around. Ghê quá. ghê quá. Cổ động viên nhiệt tình quá. Cổ động viên có nhận tiền, có nhận được thù lao không mà nhiệt tình quá vậy? Đấy là... You always leave it very bad for me. Thua. Quả màu trắng vô luôn, thua luôn. Okay, free ball for you. free ball. Man. Rồi con có mấy quả thôi. Cố gắng lên Trinh ơi. Cố lên. Rồi quả màu trắng vô nữa. Ok. Đánh visa version đau khổ này mọi người. Như. Yeah. Hai quả lần. Ok, rồi, trò chơi gần kết thúc rồi. Ây da. Khao cười vô. Cười ba đi. Nó. Great. Khao mommy. Cô banh này là cô banh cuối cùng rồi, không có được. Again. Ok. Rewind. Cố động. Cố lên. High five với mẹ này, high five. Yeah. I almost did. Thank còn you. Một quả bao cuối cùng. Yeah, good game. High five. Yeah. High five. Yeah. Ở đây là lần đầu tiên Kyle được gọi là đi vào nhà chơi playground. Enjoy. Yeah, Kyle crawl. À chưa có crawl được nữa. Lết chứ chưa có crawl. Thôi cho trượt slide đi. Trượt slide đi. Come down, come down. Go. Yeah. Oh my god. Good dad, very shallow. Kyle, come in here. Oh, nhưng mà ông vậy, ông bốc bỏ lên miệng quá. But watch out, he might put it in his mouth. Kyle. Ngồi xuống, con ngồi xuống nha. Yeah. See? Yeah. Kìa nhìn đúng như đây. Yeah. Con muốn ngồi xuống không? Sit down. Yeah. Trời ơi, kìa. Ây dô. Không có cần đi xuống dưới kia chơi luôn, chỉ cần ngồi trên nó thấy mấy trái bánh bay bay là vui rồi. Kyle, yeah. Ba mẹ Kyle được dịp quay về lại tuổi thơ. Yeah. Oh, thích slide hả? Kyle, want slide?